Hôm nay Nguyễn Trường Ngọc Lan lại đến với quý vị trong một chương trình là đi thử ăn hàng. Cái quán mà ngày hôm nay Ngọc Lan và Nguyễn Trường ghé đến đó là Lợi Kitchen ở trên đường Brookhurst. Đến quán này thì nó có rất là nhiều món, như quý vị đang nhìn thấy ở đây là quá trời món luôn. Bún mắm nè, mì hạ giới nè, rồi nuôi xào bò nè, rồi gì bánh hỏi heo quay nè, rồi hủ tiếu Nam Giang nè, món nào cũng hấp dẫn hết. Nhưng mà Ngọc Lan với anh Nguyễn Trường thì cái bụng mỗi người chỉ có thể chứa đủ một món thôi, cho nên Ngọc Lan chọn bún mắm, anh Trường thì chọn mì hạ giới. Okay. Tại vì cái nhà hàng này đó thì cái thực đơn rất là nhiều món, nhưng mà cái món mà mọi người tới đây ăn và họ nói rằng là tôi sẽ trở lại vì cái món đó nữa thì đó là cái món bún mắm với là cái món mì hạ giới. Đó. Rồi bên cạnh đó nhiều người thì người ta thích hủ tiếu Nam Giang. Ngọc Lan thấy nhiều người cũng chọn món này, hay là cái heo quay ở đây, bánh hỏi heo quay, tại cái heo quay ở đây họ làm ở đây xong rồi cái nó lúc nào ăn nó cũng có giảm giác, nó nóng mà nó giòn. Cho nên những cái món nào mà có heo quay cũng là độc đáo. Nhưng mà món bây giờ mà con nít thế thích ăn nhất ở đây là món này. Wow. Bò lúc lắc với nuôi. Nhưng mà bây giờ mình phải thử uống bún mắm. Ngọc Lan là người miền Tây mà chủ quán này lại là người miền Tây, người Cần Thơ nữa quý vị. Cho nên là đúng gu luôn. Đó, cho nên cái món mình chọn sẽ là món bún mắm. Bún mắm. Dạ. Yeah. Mà đã nói đến bún mắm á, nói bún mắm miền Tây mà như cái bún này là đó, bún mắm nhiều người lầm tưởng bún mắm với bún nước lèo nó khác nhau á. Bún mắm á, bún cái vị nó sẽ đậm đà hơn, đúng không? Bún nước lèo khác. Bún nước lèo á thì cái vị mắm nó nhạt hơn và nó khác cái nhiều lắm, nó không có thấy nó không có cà tím. Ôi, nhưng mà ở đây có rau đắng nữa nè. Đúng rồi trong đúng cái bún mắm của Ngọc Lan có rau đắng luôn nha. Cái dĩa rau hấp dẫn lắm. Chưa, giờ mình sẽ thử món này đi. Rồi. Mình sẽ thử món này, nhưng mà anh Nguyễn Trường đưa giùm Ngọc Lan miếng ớt. Ớt phải không? Miếng ớt. Dạ, tại vì ăn bún mắm á là nó luôn luôn nó phải cay mới đã. Ớt xay. Ớt xay. Đừng ăn cay quá nha, hồi còn nói nữa đó. Ok. Ok, chả. Rồi. Chả lại một ớt rồi. Ở đây. Ớt rồi phải có chanh vô nữa. Phải có chanh. Mình đang nhìn cái tô mì hạ giới của mình nè. Từ từ mình sẽ cho mọi người biết là trong tô mì hạ giới nó có cái gì nha. Mình đang nhìn cái tô bún mắm của Ngọc Lan. Nhìn thấy hấp dẫn không? Dạ. Thơm quá hả? Thơm chứ, thơm. Bún mắm mà sao không thơm được. Trời ơi. Đấy nha. Vừa không? Mình thường nói thấy mắm người ta sợ mặn á. Ngon mà mọi. Ui, có lý quá hả? Nhiều người á, nấu sợ nó lạc á, cái vị nó lạc. Nhưng mà cái này thì nó đậm đà, với lại nó không có bị cái vị ngọt á. Nhiều người nấu mắm nhưng mà sao nó bị ngọt. Mình chắc không phải thử cái món của mình quá. Một trong hai món ngon mà mọi người thích tới đây ăn đó là mì hạ giới với lại bún mắm. Bún mắm miền Tây hả? Bún mắm Cần Thơ hả? Bún mắm Cần Thơ á. Cần Thơ. Bún mắm miền Cần Thơ, thành ra ở đây nha, cái vị đậm đà lắm. Mà có đầy đủ, cái tôm thì rất là tươi, cá, mực, chả tím, rồi chả cá, heo quay. À, đúng rồi. Ăn bún mắm mà không có heo quay là nó không ra vị bún mắm nha. Được một cái là ở ngay nhà bếp cho nên lúc nào heo quay cũng giòn ngon. Cái tô mì hạ giới nè quý vị, đây là tô mì hạ giới nè. Đó, trong này á thấy vui nhất nha là có cái trứng lòng đào. Thấy không, cái trứng lòng đào đây nè. Đó. Rồi đây là như là cũng là heo quay nè. Đúng rồi, heo quay. Thường thường mì người ta hay ăn xá xíu đúng hơn chứ hả, nhưng mà okay. Ở đây tại vì cái heo quay là heo quay giòn ngon cho nên chủ tiệm là thích đổi heo quay vô đây. Heo quay. Không phải, hồi nãy ông chủ tiệm ông có nói á, lý do đó, cái mì hạ giới này á, nó không giống như ở đâu hết. Là tại vì có một người khách, người ta đến, người ta nói sao món nào tôi cũng ăn hết rồi, bây giờ ông chỉ cho tôi miếng mì với lại miếng heo quay thôi. Ông ăn ông thấy ngon. Cái gì sao ông đấy, ông cho thêm miếng cái gì á, thịt xào xào. Rồi cái gì sau nữa ông đấy, cho thêm miếng trứng đi. Cái thế là thấy ra được một món, thành ra món mì hạ giới. Rồi, mì hạ giới. Khi mà ăn mì á, cái sợi mì phải giòn và dai, nó không bị bở thì mì nó mới ngon. Cho nên cái sợi mì ở đây nè, quý vị thấy ha, đây là mì nhỏ nè. Đó, sợi mì nhỏ nè. Thích cái mì này rồi đó nha. Đó, thấy chưa? Ăn nó sẽ giòn và dai.
ở nhà mình làm được vậy, kỳ lắm. Biết mình sợi mì mình có trụng làm sao thì nó không bị bở bở ra. Ta trụng, ta sắp được lên. Đây là sợi mì nè. Ở đây có thịt bằm xào nè. Rồi có tóp mỡ nè, quá trời tóp mỡ luôn. Còn đây là trứng trứng chiên, cắt sợi chỉ nè, trứng chiên. Và đây là cái trứng lòng đào. À, giờ mình trộn nó lên hết. Hình như là phải trộn nó lên hết. Có hành lá nè, có ở dưới có giá nữa nha. Ở dưới có giá nữa. Đây. Trộn lên. Món này là món trộn mà. Đó. Nhưng mà khi mà ăn mì á phải có tỏi với lại ớt chua. Tỏi chua có sẵn. Mình sẽ cho vào đây. Nhìn hấp dẫn hả? Đúng, ngon chứ. Mình phải ngừng lại để mình nhìn Nguyễn Trường ăn, nhưng mà mình cũng sẽ tiếp tục cái với lại cái phần của mình. Ăn đi cho nóng. Hồi nó bị ấy. Đây là ớt chua. Nguyễn Trường ăn rồi nói cho Ngọc Lan nghe coi nó ngon không. Đầu tiên hết là mình phải thử cái sợi mì mình thích. Mình sẽ trở lại hay không á là tại vì cái sợi mì. Và đây là thấy sợi mì là thấy ngon rồi nè. Mình là thấy giòn dai rồi nè. Đó. Thử nha, thử sợi mì trước. Mì giòn dai, đúng rồi, đúng được chất mì. Được luôn. Quên, ăn rồi phải uống nước. Đá mè. Đang ăn để đi đá mè vô trước mắt rồi thấy. Khác. Phải thử đá mè. Thôi mình thử cái miếng heo quay. Ngọc Lan nói là tại cái ông kia ông thích ăn heo quay đó. Ông đòi là phải có heo quay với mì. Thử miếng heo quay coi làm sao. Nghe giòn phải không? Vẫn giòn, ngon mặc dù là để trong tô mì nãy giờ rồi. Để trong tô bún mắm nữa. Mà để trong tô bún mắm mà nó còn giòn. Như vậy nếu mà mình kêu một tô mì nước mà để heo quay vô á, cái thịt heo quay nó có bị mềm ra không ta? Mềm. Mềm ha. Dĩ nhiên rồi. Ừ. Dĩ nhiên cho nên chắc là cái món heo quay mà cho vô mì này chắc chỉ có để mì khô thôi. Dạ. Nhưng mà còn có một chén nước riêng, chén nước lèo riêng nữa nè quý vị. Ăn mì khô mà có thêm một chén nước lèo để riêng nữa. Và chỗ ở tiệm thì cũng có bán xíu quách nữa nha. Lâu lâu mình mua thêm một tô xíu quách nữa là mình ngồi ăn gặm xương sướng luôn. Ồ, mì ngon quá, cái sợi mì này nè. Đã dễ sợ. Nhưng mà khi tất cả quyện là hết thấy ok không? Ok. Trời, cái tóp mỡ nó ngon, nó béo béo mà nó giòn giòn, đã quá. Ăn xong rồi uống đá mè. Quý vị, đá mè, món dân dã miền Tây. Cái đá mè ở đây họ làm đậm đà lắm. Đậm đà như bún mắm vậy. Tức là trong mè này không phải là chỉ có mè mà có cái vị của cái khóm á, thơm ở trong đó nữa. Rồi đậu phộng. Cho nên là biết uống đá mè không? Ớt cay quá, chắc phải uống miếng nước. Thấy ở đây có đá mè nha. Cũng thử miếng đá mè coi nó làm sao. Đầu tiên là mình thấy có đậu phộng ở trên nè. Đậu phộng ha. Dưới này thì có hình như là dưới này có cái gì mà nó bầm ra nhỏ nhỏ. Nó bầm ra thơm. Thơm. Với lại me. Có xác me nữa Ngọc Lan. Đúng rồi. Thử coi. Ngọt quá không hay là vẫn chua chua? Nút trúng cái hạt đậu phộng á. Nó bùi bùi béo béo. Dạ. Cái này mùa hè á, đi ngang đây mua mấy ly Chugo á, bỏ xe uống đã lắm. Thử đến quán Lợi Kitchen để thử món bún mắm giống như Ngọc Lan, hay là ăn mì Hạ Giới giống như Nguyễn Trường, mì khô hay là Hạ Giới. Nhiều cái món khác nữa mà lần lượt sẽ phải thử hết. Nhắc với quý vị ha, Lợi Kitchen là hồi xưa bán bún mắm ở trên lầu của chợ Sài Gòn. Sau đó vì muốn tiếp thêm nhiều người khách mới dọn về đây cho nó dễ dàng để quý vị tìm kiếm, ngay góc đường Garden Grove và đường Brookhurst, trong cái khu ốc và lẩu số 1 nha quý vị nha. Cái trong ngày đó vô tiệm cuối cùng hết, Lợi Kitchen. Lợi Kitchen.